Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dùng giấy thủ công mình làm cái hộp bằng giấy nha các bạn. Kéo cái cửa lại nha. Kéo lại được cái phước xanh này. Đây nè. Đóng đâu lạc hướng nha. Thay đổi là mỗi thì giấy nó kích khác nhau chứ không phải nó cũng dập ô khác nhau. Cái khác nhau rồi. Xong tay Thank you.
cái này cũng nổ. Ông kia. Kia nói này chưa ship mà lo. Thank you.
Thôi đi làm gì nữa. Đi, đi chú làm gì con có được làm gì? Cái làm phòng con. Không đánh đâu. Để con cho mình quen chú, cho con cấp 2 rồi. Có 2 cũng biết lắm luôn. Dạ phòng cũng được. Nó còn học lớp 5. Sao tờ đã dính dữ rồi. Thôi thôi, tờ đã gắn chút xíu rồi. Làm lâu. Còn một tờ sao lấy tay này nữa không? Không biết mà. Hết rồi. Lấy cháo. Dùng cháo. Còn bì này không đâu? Không. Nó lắm là một cô chị mình. Ơ Baby sit không mày.
xin gì cái này không cần dùng nha. Mỗi tờ hai, mỗi đầu hai cái nha các bạn. Tại sao là hai cái thì nó không thể biết luôn. Làm bảy màu, bảy màu đúng không? Dạ. Đúng rồi. Đúng. Màu này biến này. Một cái hai. Rồi lúc làm cái bông thì sao? Cái dầu quá. Làm mỗi ra số điện lên chưa rồi mày kìa, trái tóc cột tóc lúc con đi thùng, mọi cha thùng thùng luôn, đi ra cho thằng thù á, cho khách bắn thằng thù sao nhỉ? Wow, sao
đưa từ cái đó này nó đi nữa, hai từ thì mình gấp ở đây dạ rồi mình sẽ đối chiều lại gấp cái đường này nó lạc lạc không biết đâu không thấy đường được. Kim nó bật đây luôn. Rồi, này là góc bên trái đúng không? Bên trái đúng không? Nó chưa đập này cái chỗ đó mà bây giờ mình nhét càng tao nữa. Góc thì bên một chiều thôi nha, chiều bên trái thì một chiều, mà nếu như đã góc bên phải thì cứ dạy một chiều. Rồi.
Đây thì mình gấp lại. Chiều gấp. Gấp lại. Thế này ở trên. Đúng không? Mình gấp phía bên cao ngọn vô. Cũng sát đứng bên đây. Sát theo con đường này. Mũi em chung và hồng đổ xem chín cái chín cái vậy chín cái vậy chín cái vậy chín cái vậy Thank you.
thôi, nhà khác đi ra nè. Thôi chị ăn nãy ông mai ông mới đi tới nhà khác đi. Dạ. Thì chắc cho nó chừng gấp vô 4 cái đường này thôi. Gạch đường cũng thì giấy nó gạch đường cũng chính xác mấy à, cái gì tuyệt đối luôn. Thôi đừng có đổi chiều. Thank you.
Ôi cái chừng gì đây đây. Ôi nói xong lưng người nhanh lên. Đang bật nữa mẹ, muốn thêm nữa. Đi đây đây. Thank you.
không hai lần nữa. Sinh nhật hả? Dạ. Ồ, cái này là trồng lên cái nếp á. Kem lớn hả? Dạ. Bật súng lên trời. Cái chân. Ừ. Chân. Mình
cho cùng những cái nữa. Cái này ship không? Ship cạnh vậy? Ship cạnh. Làm gì vậy? Rồi bắn qua thế sai sai sai. Đó. Ship cạnh. Cái gì vậy? Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
làm lại cái nấm quá. Con sẽ thì dán vô đây. Xếp lấy. Dán gì? Cạnh này. Đi qua coi đã gì mới. Không biết rồi. Nói là cũng biết. Nâu nữa. Nâu chưa đủ. Cho nè. Cái này sao? Cái làm thêm một cái nâu nữa. Mấy cái à? Thiếu một cái. Không? Một cái nâu, để mình lấy cái nâu ra này, để mình gắn vô cái hàm lên. Gì? Để mình lấy cái này nè, mình gắn vô đây, chứ không có ở đó. Ờ. Để làm cái màu... màu vàng đi. Làm cái màu vàng đi. Mẹ cắm này, cắm này. Cái màu vàng cũng được. Đi đeo một cái chơi. Ay, no, ya, ay, 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 ay,